Có khí trong đô xin kính chào bà con. Hiện tại bây giờ là đang cẩu một dàn máy lặt đậu VIP có cầu đẩy nha bà con. Xe đang đang lên xe, đang đang cẩu lên xe nha bà con. Cái loại mới, loại siêu sạch nha bà con. Hiện tại khoảng 5 phút nữa là xưởng sẽ lên một cái máy về Đắk Lắk vùng núi nha bà con. Đắk Lắk vùng núi nên địa hình nhiều đèo núi, bởi vậy là phải dùng cái cầu đẩy nha bà con. Cầu đẩy thấy không bà con? Cầu đẩy xe tải một tấn rưỡi nha bà con. Cái dùng Đắk Lắk là dùng đèo núi, bởi vậy là phải dùng dàn taxi thì bà con phải lo. Bây giờ không có thời gian nên tưởng cái phí trăm đô quay thời gian ngắn nghe bà con. Không có thời gian. Sao thì con cũng có cánh cửa tháo ra nghe bà con. Bà con để coi ở trong ruột của máy lật đậu. Xin kính chào quý khách, xin chào bà con nghe bà con.